Kính thưa quý vị, vừa phía Dân Chủ thì chúng ta đã có một cái khái niệm rõ ràng người sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ ở trong kỳ bầu cử 2016. Đến bây giờ, dưới nhận định của mọi người thì có thể là bà Hillary Clinton. Nhưng phía đảng Cộng Hòa thì như thế nào? Chắc có lẽ phải nhờ tiến sĩ Đỗ Vinh. Tiến sĩ không phải là một thành viên của đảng Cộng Hòa, hoạt động trong đảng Cộng Hòa. Tiến sĩ sẽ nhìn ai là người có thể có cái cơ hội để đại diện, để tranh cử với bà Hillary Clinton, thưa tiến sĩ Đỗ Vinh. Vâng, thưa hai anh và quý thính giả, chúng tôi muốn nói lại một chút xíu về ứng cử viên bên đảng Dân Chủ. Và như luật sư Lân có phân tích là chắc là bà Hillary sẽ là cái người được đề cử, bởi vì rõ ràng là ông Joe Biden tới giờ phút chót đã rút lui, chính thức không có công bố là sẽ không ra tranh cử. Thì như vậy, cái sự hy vọng cho một cái ứng cử viên khác trong đảng Dân Chủ thì không còn nữa. Bởi vì ngoài ông Bernie Sanders thì ông thành phần ông hơi thiên tạp, hơi quá xa là socialist, hoặc kể cả có người gọi là communist, kể cả là ông, ông quá xa. Ông Donald Trump là cái người đã gọi ông Bernie Sanders là communist, mạnh miệng như vậy. Thành ra về phía Cộng Hòa, có thể ông Donald Trump là cái người sẽ được đề cử nếu đảng Cộng Hòa họ đồng lòng và họ có một cái sự trả giá với nhau với cái bên chính là bên ông Bush. Tuy rằng Jeb Bush hiện nay những cái chỉ số và thuận lợi cho ông rất là thấp, nhưng mà ông là cái người đang gây quỹ mạnh mẽ nhất, và ông là establishment candidate, là cái người do đảng mà họ lăn xê hoặc là họ đã bằng lòng với cái sự tranh cử của ông Jeb Bush. Và rồi thì chúng ta thấy đứng hàng thứ có thể ông Marco Rubio hay là những ứng cử viên khác. Nhưng mà cái điều mà trong cái kỳ 2016 này đó là những cái điều bất ngờ mà chưa có tính được, đó là independent candidate, là những người có thể ra độc lập, họ làm nghiêng ngả theo cái số phiếu thuận lợi cho một bên dân chủ hoặc là Cộng Hòa, như là ông thượng nghị sĩ Webb đó. Ông đã rút lui, chính thức không tranh cử theo đảng Dân Chủ nữa, mà ông khẳng định là ông có thể ra tranh cử với tư cách là một người độc lập, independent. Và kể cả ông Trump, tuy rằng ông cam kết ký với đảng Cộng Hòa là ông sẽ không ra ứng cử độc lập, nhưng mà những điều đó có thể lật ngược trong một thời gian ngắn, hay là kể cả Ben Carson cũng ra tranh cử độc lập, hay bất cứ những ứng cử viên khác, thì nó sẽ thay đổi cái dynamic, cái sự thăng bằng giữa hai đảng hiện nay. Nhưng mà dưới tầm nhìn của tiến sĩ thì đến bây giờ, tiến sĩ nghĩ rằng là ai là người có thể vào tháng 11 tới đây là một trong những ứng cử viên với đảng đảng Dân Chủ, thưa luật sư? Thật ra thì nếu chúng tôi mà lượng định thì ông Trump là cái người mà chúng tôi thấy là có thế nhất, bởi vì tuy rằng ông không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, nhưng mà ông có rất nhiều kinh nghiệm bề dày chính trị này, ông không kém so với các ứng cử viên khác. Chẳng hạn như bà Carly Fiorina cũng đâu có từng là dân cử đâu, chưa được bầu vào một chức vụ nào, mà bà cũng đứng hàng ba. Thì quý vị thấy rằng ông Trump vừa có tiền và ông đang được lòng người dân Hoa Kỳ vì những cái lời lẽ mạnh mẽ về vấn đề di dân, về vấn đề khủng bố, về vấn đề chính quyền không có làm việc một cách mà theo ý của người dân, hoặc là đạt được những cái mục tiêu mà người dân Mỹ mong muốn. Và ông nói lên cái sự bất mãn của người dân Hoa Kỳ. Thế những người mà ở trong thành viên của đảng Cộng Hòa họ không thích ông Bush, ngay cả gia đình ông Bush nữa, liệu họ có dồn phiếu cho ông Donald Trump không? Đương nhiên họ có thể nghiêng về phía ông Donald Trump. Như quý vị thấy lần trước mà khi bà Hillary Clinton đang sập xí sập ngầu ngang ngửa với ông Tổng thống Obama, thì lúc đó đó những đại gia, những người mà có quyền quyết định đó, họ gọi hai ứng cử viên lại họp, và lúc đó họ chọn ông Obama vì có những thế lực như là ông Kennedy, gia đình dòng họ Kennedy đổ xô về ông Obama, thì nó làm nặng cái cán cân về ông Obama và bà Hillary đã thất cử. Thì quý vị thấy có thể khi hai cái ứng cử viên ngang ngửa với nhau như một ông Jeb Bush với ông Donald Trump, thì tới giờ thứ 11 đó sẽ có một cái tình trạng tương đối như vậy. Đảng Cộng Hòa họ sẽ gọi lại hai ứng cử viên và có sự bàn xếp. Thưa luật sư Sơn, nghĩ sao về lời vừa mới trình bày của tiến sĩ Đỗ Vinh, thưa luật sư Lân? Tôi không nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ trên đường dài ứng cử viên Donald Trump sẽ không có sống lâu được trong cái kỳ chọn lựa tranh cử này, mặc dù bây giờ ông là thế thượng phong, thế mạnh nhất, thế rõ nhất. Trên đường dài bên phía của đảng Cộng Hòa, họ sẽ nhìn là ai là người dung hòa nhiều nhất, gọi là moderate nhiều nhất, ai có cơ hội sống lâu, sống bền trong cuộc tranh cử dài dòng này, mà ai là người có thể kêu gọi được từ phía bên kia, từ những người độc lập và từ cái phía dân chủ qua để hỗ trợ cái khuynh hướng của cái đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ cái tỷ lệ của cái poll hỗ trợ cho Donald Trump hiện nay là đa số thành phần là cái quan điểm của những người quá chán chường hệ thống chính trị bây giờ, quá khích trong cái quan điểm từ bên phía của đảng Cộng Hòa. Mà những cái thành phần đó họ có thể có số nhiều, nhưng họ không có cái phiếu bầu, họ có tiền bạc hỗ trợ
cho cái sự thành công lâu dài được. Cho nên trên các ngược mà chạy lâu dài, tôi nghĩ ứng cử viên Jeb Bush ông ta có cái cơ hội nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu mà cần bằng chọn lựa, tôi nghĩ ông Jeb Bush có cái cơ hội cao hơn Donald Trump trên cái đường dài cuối cùng sẽ đại diện cho đảng Cộng hòa để ra tranh cử những cuộc bầu cử sắp tới. Vâng. Thế thưa luật sư, người ta hay nói như thế này. Có một người họ được hỏi của truyền hình NBC hỏi thì thế ông sẽ bầu cử cho ai? Thì họ nói rằng là tôi không bầu cho ông Donald Trump vì lý do họ, vì lý do như thế nào thì họ nói rằng he doesn't know what he's talking about. Yeah, ông ta không biết ông ta nói cái chuyện gì nữa. We don't know what he's talking about. Kế đến ông Jeb Bush thì họ nói no, nước Mỹ có nhiều người hơn là gia đình ông Jeb Bush. Đến hỏi bà Hillary Clinton thì họ nói no, chúng tôi cũng không muốn là một triều đại imperial của Clinton nữa. Thì ngoài những người đó ra, tôi suy nghĩ rằng ai có thể là một cái con bài sáng giá trong cái cuộc đua này? Một đó là do tại sao tiến sĩ Vinh mới đưa ra là ứng cử viên độc lập. Ứng cử viên độc lập rất có cơ hội. Hiện nay tranh cử bây giờ, bất cứ ai mà không liên hệ với hệ thống chính trị tại Hoa Thịnh Đốn, họ có cơ hội cao. Ông Ben Carson cũng như vậy, Donald Trump cũng là như vậy. Ông tất cả những người mà gọi là color theory của viết Cộng hòa cũng là như vậy. Thế mà đừng có dính líu với chính trị hiện nay thì có cơ hội thành công hơn. Thành ra người dân Hoa Kỳ nói chung họ chán ngán với hệ thống chính trị hiện nay. Họ muốn có bất cứ khuôn mặt nào khác hơn, lạ hơn mà không liên hệ với thế trước. Đó là cái thực tế như vậy. Nhưng mà khi nhìn đến tranh cử, họ phải nhìn đến bắt đầu tâu tiên hết, nhìn đến tiền đâu, là cái hậu thuẫn cái tiền tranh cử là cái gì, và cái hậu thuẫn hiểu biết về chính sách như thế nào trong thời gian sắp tới. Cho nên tôi nghĩ ai mà bất cứ ai mà không liên hệ với dân chủ của Đảng Cộng hòa có thể cơ hội thành công, nhưng mà trên đường dài những người đó họ không sống lâu, tại vì không đủ cái yếu tố căn bản để mà sống lâu trong một cuộc tranh cử giằng co như thế này. Thế thưa tiến sĩ Đỗ Vinh, công đoàn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2016 này. Liệu bây giờ thì công đoàn thiên cái hướng công đoàn hướng về phía bên nào nhiều là bây giờ bên? Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là công đoàn phải nghiêng về phía ông Donald Trump. Ta có lý do đặc biệt lắm, là vì công đoàn quan trọng nhất là bảo vệ những công việc làm, they have protect jobs, và ông Donald Trump là cái người mà đang là một hiện tượng mà tôi nghĩ là lâu dài và sẽ đắc cử tổng thống, vì lý do là ông nói lên được cái bất mãn của người dân Hoa Kỳ. Ông đang khuôn đập theo cái đường lối của Ronald Reagan, là một người tài tử điện ảnh mà ông có tiền bạc, có thế, có ưu thế và có quen biết quan hệ chính trị rất nhiều, rất lớn. Đối với công đoàn thì họ nhắm vào Trung Quốc. Cái sự trỗi dậy của Trung Quốc quá là đe dọa đến với nền kinh tế của Hoa Kỳ, và chỉ có Donald Trump mới có những chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Hillary Clinton và gia đình dòng họ Bush đều có những quan hệ với những cái lobby của Trung Quốc quá quá thân thiện, quá mật thiết, kể cả là những cái thế lực đó đang ủng hộ với sự tranh cử của bà Hillary, cũng như đã ủng hộ Bush và Clinton trước đây. Và đối với Nga thì ông Donald Trump dĩ nhiên ông không phải là người thông minh nhất, già dặn trong chính trị nhất, nhưng mà cái người lãnh đạo không nhất thiết là cái người thông minh giỏi giang nhất, mà cái người biết dùng những người giỏi. Thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện trong cái campaign của ông Donald Trump những người giỏi, những người cố vấn giỏi, và rất nhiều người ông đã tuyển từ thời Ronald Reagan và từ thời Bush bố để làm cố vấn cho campaign của ông. Cho nên khi ông mới ra, ông có những cái lời lẽ không có được chững chạc hay là bị mất lòng, nhưng từ từ dần dà sự uốn nắn của những cái ban tham mưu và những người cố vấn sẽ giúp cho ông có một cái chính sách chứng chắn hơn, và có thể được sự ủng hộ cả hai bên, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, bởi vì ông không phải là establishment candidate. Thưa luật sư Lân, ông bà ta thường hay nói rằng không có một cái diễn biến nào, một cái sự kiện nào, cái cách mạng nào mà liên tục xảy ra hai lần. Từ trước cho đến bây giờ chưa có một cái sự kiện nào xảy ra trong cái cuộc hành tinh này mà hai cái cuộc cách mạng nó liên tiếp xảy ra. Ở ngay Hoa Kỳ chúng ta cũng có một cái cuộc cách mạng. Đó là lần đầu tiên một người gốc thiểu số da màu trở thành vị lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ. Và nếu mà bà Hillary đắc cử nữa thì bà Hillary cũng trở thành một cái cuộc cách mạng thứ hai. Đó là người phụ nữ đầu tiên trở thành lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ này. Liệu cái điều đó nó có thể trở thành một cái sự kiện mới không? Nhưng mà chúng ta đang ở cái thời thế rất mới, người ta không ai tiên đoán được là Tổng thống Obama có thể đắc cử trong hoàn cảnh như vậy. Nên nhớ là ở cái thời điểm đó, người ta vẫn nhìn xã hội Hoa Kỳ vẫn còn cái mối kỳ thị rất nhiều. Người ta bề ngoài thì họ nói nhiều chuyện gọi là văn hoa, đúng là political correct. Nhưng bên trong lòng của họ,
họ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một người da màu để tranh cử. Nhưng mà cuối cùng ông Obama họ cũng thắng. Thành ra mình không thể nào nhìn đoán cái giai đoạn lịch sử để đoán trong thời gian của thời đại ngày nay được. Thời đại ngày nay nó khác hẳn rất là nhiều, và tôi không nghĩ ai có nhiều kinh nghiệm đủ, có kiến thức đủ để mà tiên đoán nhìn vào dựa trên cái giai đoạn lịch sử của mấy trăm năm trước đây. Thế vấn đề phụ nữ lên làm tổng thống ở Hoa Kỳ không còn là một cái vấn đề để cho người ta bàn cãi nữa, thưa luật sư. Nó cũng có thể xảy ra và người ta sẵn sàng chấp nhận. Người ta sẵn sàng nói, sẵn sàng chấp nhận mà cũng có thể sẵn sàng chấp chống đối. Hiện nay cái thế lực mà họ nói là tôi không nghĩ là người phụ nữ có thể thức khuya dậy sớm để làm chứ chuyện như vậy được. Trong lòng họ vẫn nói, như bề ngoài họ không có dám nói ra là như vậy. Và cái thực tế nó vẫn còn. Và cũng có nhiều người nói là wow, khác biệt gì đàn ông đàn bà cũng vậy thôi. Họ cũng chỉ làm như đó, giờ họ dậy sớm dậy trễ nó cũng như vậy thôi. Thì cũng có nhiều người họ cũng suy nghĩ như thành ra khó có ai tiên đoán được cái lòng người như thế nào. Không thể nhìn có cái poll, là cái thống kê dân tích mà đoán được cái lòng của người như thế nào. Kính thưa quý vị, là dĩ nhiên còn quá sớm để chúng ta có những cái dự định, có những cái tiên đoán về ai sẽ là người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ vào đầu năm 2017 tới đây. Và chúng ta sẽ từ tiến xem những cái chuyện gì nó sẽ xảy đến. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi sẽ trở lại phần 3 ở trong chương trình ngày hôm nay.